Chào quý chiều bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái phương pháp phân tích cho cặp tỷ giá cả USD trong ngày 30 tháng 9 năm 2015. Trên biểu đồ thì quý vị có thể thấy rằng giá vàng ngày hôm nay được giao dịch quanh cái ngưỡng 1125 USD trên một ounce trong ngày trong cái phiên giao dịch phiên Á của ngày 30 tháng 9 năm 2015. Thì quý vị trên biểu đồ H4 thì chúng ta hãy cùng quan sát với các loạt chân nến của biểu đồ, chúng ta có thể thấy ngay rằng những cái vùng trước đó với những cái chân nến khá dài, bóng nến khá dài, đây nó thể hiện cho một cái trạng thái của giới đâm thị trường rằng cái giới đầu cơ đánh lên cũng đang khá là mặn mà ở cái mức giá này sau khi họ liên tiếp đẩy cho cái giá cái mức giá đóng cửa cách xa với cái mức giá thấp nhất ở trong cái các ngày trên biểu đồ H4. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy hai loạt với ba loạt chân nến của cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng cái lực mua bán cũng đang được phân phối rất là mạnh mẽ tại cái khu vực này. Thì với tâm lý thị trường thì những cái người mà kẹt hàng tại cái quanh cái ngưỡng 1.112x thì họ cũng sẽ có tâm lý thoát hàng, hoặc là những người đã bỏ qua cơ hội mua quanh cái ngưỡng này thì họ cũng đã có một cái trạng thái đó là họ nhảy vào để ra thị trường với lệnh mua. Như vậy thì với những loạt chân nến mà chúng ta thấy giá đóng cửa cái giới đầu cơ đánh lên rất là mạnh mẽ, hỗ trợ quanh ngưỡng 1.121 đến 1.122, thì đây chúng ta thấy rằng có thể khẳng định rằng đây là một cái vùng mà hỗ trợ khá mạnh cho cái giá vàng đấy của thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ cùng đó là chúng ta nhận xét về tổng quan của thị trường trong ngày hôm nay. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm những cái tiềm năng cũng như là các mô hình để chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá một cách chính xác hơn liệu rằng thị trường có thể đảo chiều cũng như là hay là thị trường tiếp tục với cái xu hướng giá mà thị trường đang thể hiện trên biểu đồ. Trên biểu đồ H1 chúng ta zoom nhỏ lại, chúng ta sẽ thấy ngay được rằng thị trường đang được tạo lập bởi một cái xu hướng giá trên biểu đồ M15, mà chúng ta có thể thấy ngay rằng đây là một cái mô hình. Chúng ta sẽ cùng xem một cái mô hình, đó là cái mô hình một cái hình cái nêm. Quý vị có thể nhận biết ngay rằng đây là một cái hình mô hình cái nêm. Như vậy cái mô hình cái nêm này thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Thông thường với những người sử dụng kinh nghiệm của mô hình cái nêm thì với khi thị trường xuất hiện một cái mô hình cái nêm thì thường thường sẽ có một cái xu hướng là xu hướng đảo chiều, tức là có sự tăng giá trở lại. Tuy nhiên thì rất là nhiều người hiểu lầm về cái mô hình này. Nhiều người cho rằng cứ mô hình cái nêm thì họ sẽ giao dịch mua lên. Tuy nhiên thì đây là một cái kiểu chưa đủ. Để giao dịch đánh lên thì chúng ta bắt buộc phải chờ khi giá xuyên phá qua đường Dow Trend. Giá xuyên phá qua đường Dow Trend, tức lúc này chúng ta hoàn toàn có thể nhảy vào lệnh thiết lập những cái lệnh mua. Cái điều quan trọng là chúng ta sẽ chốt lời ở đâu. Thì lúc này chúng ta vẫn phải sử dụng một công cụ, đó là Fibonacci, để hỗ trợ đắc lực cho cái việc tìm kiếm lợi nhuận cũng như là tìm kiếm cái điểm chốt lời, điểm ra vào và cái điểm cắt lỗ. Tôi sẽ lấy một cái giả lập thị trường chạy, ví dụ như là sau khi rất là nhiều người mua ở tại giá hiện tại chẳng hạn, thì sau khi giá bắt đầu xuyên phá lên chạm ngay ngay ngưỡng được trên này và tiếp tục gì ạ, giảm trở lại. Lúc này thì sau khi mà họ mua ở cái mức giá 1.121 24 và giá giảm lại cái vùng 1.120 thì lúc này họ nghi ngờ vào khả năng giao dịch của mình và họ sẽ cắt lỗ. Tuy nhiên thì giá khi giá chạm về 1.119 thì giá bắt đầu thì có xu hướng phá cái đường trend. Đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu có thể tham gia vào thị trường tại cái ngưỡng này. Đây chính là cái ngưỡng mà chúng ta theo hoạt động theo một cái nền, tức là chúng ta sẽ chỉ giao dịch khi giá phá qua cái đường đao trên này, thì lúc này mô hình này mới được xác lập là mô hình cái nêm. Và chúng ta sẽ chốt lời ở đâu? Chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ kẻ một cái đường Fibonacci từ cái điểm đao trên, chúng ta kẻ nhất và điểm đến điểm thấp nhất. Lúc này cái điểm chốt lời của chúng ta sẽ nằm quanh cái ngưỡng Fibonacci từ 6.8 đến vùng 50. Đây là cái điểm chốt lời lý tưởng cho cái mô hình này, cũng như là cho các điểm kháng cự hỗ trợ của Fibonacci mà chúng ta đã được học và giao dịch trước đó. Như vậy thì trên biểu đồ hiện nay, cái chiến lược giao dịch cho cặp tỷ giá vàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ chờ khi giá xuyên phá qua cái đường đao trên. Giá rất có thể rằng chúng ta sẽ không lo lắng khi mà giá xuyên phá qua, nó sẽ không lên ngay quý vị, nó sẽ có thể test lại một cái chè một lần nữa và lúc đó bắt đầu mới tiếp tục tăng giá.
Thì đấy là các bước sóng cũng như là các cái bước giao dịch điển hình cho cái cặp tỷ giá mô hình, cho cái mô hình cái nêm mà tôi muốn đưa ra cho quý vị và các bạn cái phương pháp phân tích để chúng ta cùng học tập và chúng ta cùng nghiên cứu để chúng ta có thể giao dịch tốt hơn, hiệu quả hơn cho cái cặp tỷ giá này. Thì đấy, ngày hôm nay clip với com sẽ tiếp tục gửi cho quý vị các bạn những cái mô hình giá mà chúng ta đặc biệt quan tâm cũng như là để ý ở trên được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong các biểu đồ giá, không chỉ riêng giá vàng, chứng khoán, bất động sản hay tất cả những cái giá ở thị trường chốt xu thế giá đều được thể hiện cho cái mô hình này. Đó là cái bài phân tích cũng như là cái bài phân tích cho cặp tỷ giá vàng của clip com. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.